Bởi vì có những người đó, họ lấy những cái kiến thức thực ra chưa đâu vào đâu cả, để rồi bắt tuổi trẻ phải học, phải thuộc. Và nếu như tuổi trẻ không học, không thuộc thì cho như thế là tuổi trẻ dở. Theo tôi không đúng. Cái vấn đề thứ ba là sách giáo khoa của chúng ta có vấn đề. Sách giáo khoa của chúng ta dàn trải quá. Tôi có được mời viết sách giáo khoa nhưng tôi từ chối. Từ chối là vì sao? Tôi viết nhiều sách còn được, tại sao sách này không viết? Lý do cơ bản là vì tôi không dạy phổ thông. Tức là tôi không hiểu được những vấn đề thuộc về tâm sinh lý của học trò phổ thông. Không phải nói điều gì, mà quan trọng hơn, nói cái điều ấy người ta có nghe được không? Đừng bao giờ nghĩ rằng một giáo sư tiến sĩ dạy cái gì cũng giỏi. Không đâu. Một cô giáo mẫu giáo vào nói vài câu, thế là tất cả lớp tự dưng nó ngoan, nằm nó ngủ khò khò. Còn giáo sư tiến sĩ còn nói vấn đề thứ nhất, một lớn, hai lớn, một nhỏ, hai nhỏ, nó chẳng nghe cho, nó lại khóc ré lên. Cho nên ở đây là sách giáo khoa có vấn đề mà chúng ta không chú ý tới nó là không được. Đây là một nghệ thuật. Đừng bao giờ bắt học trò học tất cả. Tôi nhớ rằng, thực sự mà nói, tổng kết lại thời tuổi trẻ, tôi chỉ thuộc sự một vài sự kiện thôi. Nói tới Đinh Tiên Hoàng, tôi nhớ tới, đó là một người từng có một thời cờ lau tập trận. Nói tới nhà Trần, tôi nhớ rằng có Trần Quốc Toản, lá cờ thêu sáu chữ vàng. Có Trần Bình Trọng, ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Có Trần Hưng Đạo, trước khi chết vẫn nói câu chí tình, chí nghĩa, là nới sức dân, làm kế rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách giữ nước. Nói tới nhà Lê, người ta nghĩ tới những nhân vật kỳ tài, tôi lại nhớ tới cái ông đầu bếp. Ông này nấu cơm bảo đảm, cơm có thể để 15 năm sau ăn được. Chúng ta nhớ rằng, cơm của Mỹ, cơm khô đó, là chúng ta cứ tưởng là cái gì hiện đại, chẳng cơm thời Lê có thể để được 5 năm. Hoàng đế nhà Lê không tin, ông ấy lôi cái cơm để 7 năm rồi ra ăn, ngon như thường. Thế thì chúng ta thấy, học là học từ những cái rất cụ thể, rất nho nhỏ như thế. Đừng bao giờ bắt học trò nhỏ học những vấn đề lý luận nó lớn quá. Sách giáo khoa của chúng ta dàn trải mà không nói được những vấn đề có tính chất đặc trưng nhất của mỗi giai đoạn, của mỗi cái thời kỳ. Đấy là điều mà tôi thấy là không nên. Nguyên nhân tiếp theo là việc dạy sử. Có những người thì rõ ràng có phương pháp tốt, được xã hội trân trọng. Một trong những người đó đang ngồi ở đây. Tôi không dạy phổ thông, tôi không hiểu cái thế giới phổ thông, nhưng mà dư luận đã mách bảo cho tôi biết rằng cô Hạnh ở trường chuyên Lương Thế Vinh của Đồng Nai là một trong những cô giáo có công trong việc dạy môn sử ở đây. Tôi xin được trân trọng nói điều đó, và biết đâu có một ngày nào đó tôi sẽ đưa điều này vào sách. Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Nếu chúng ta biết thổi bùng lên một cái niềm đam mê đối với môn sử thì đó lại là vấn đề khác. Nếu như thầy đến đó cũng chỉ là một dạng trả bài thì không thể nào đòi hỏi học trò say mê với môn sử được. Thầy phải thực sự say mê với môn sử và truyền cái ngọn lửa đam mê đó đến cho học trò thì học trò mới đam mê được. Và cũng đừng bao giờ đòi học trò suốt đời phải cầm cái ngọn lửa đó, nó bỏng tay đấy. Bởi vì học trò còn có nhiều điều phải quan tâm nữa. Quan tâm sử, nhưng mà quan tâm một cách nó có chừng mực, hợp lý, để rồi từ đó họ có được một nhân cách hoàn hảo, mà chúng ta đừng bao giờ ép buộc họ học sử quá. Còn một vấn đề khác, đó là trường dạy sử nhưng lại còn có một cái lối dạy sử khác, nó hoàn toàn xa lạ, mà chúng ta thấy cũng cần phải quan tâm. Một số phương tiện thông tin đại chúng đã truyền bá những kiến thức lịch sử không đúng. Và điều đó nó ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức của học trò. Và theo tôi, đây là điều chúng ta cần phải nghiêm túc. Một chữ trên báo, một chữ trên tạp chí, một lời nói trên đài phát thanh, một hình ảnh trên đài truyền hình, nó có ảnh hưởng xã hội rất rộng lớn. Và trách nhiệm lịch sử của những người phát ngôn là rất quan trọng, cho nên không thể nào mơ hồ về chuyện này. Bởi vì đừng tưởng rằng tiếng nói của chúng ta
chỉ là tiếng nói của chúng ta, mà tiếng nói ấy nó đọng lại trong nhận thức của tuổi trẻ, đặc biệt là tuổi rất trẻ, nó như tờ giấy trắng. Chúng ta chẳng khác nào đưa những cái nét phác họa đầu tiên vào đấy, không thể nào xóa được đâu. Đấy là vài cái điều theo cái suy nghĩ chủ quan của tôi. Chỗ nào chưa đúng thì ấy cũng là có lẽ bởi vì tôi không dạy ở bậc phổ thông vậy. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ của nhà sĩ học Nguyễn Khắc Tuần. Thưa quý khán giả, như chúng tôi giới thiệu trong trường quay lúc này, còn có rất nhiều bạn sinh viên khoa lịch sử của trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Và trong buổi hôm nay thì các bạn chắc hẳn là cũng có muốn có nhiều câu hỏi, nhiều điều chia sẻ với lại ba vị khách mời của chúng tôi. Xin mời chị Thị Trinh giúp chúng ta làm quen với các bạn. Vâng, xin cảm ơn chị Kim Huê. Thưa quý vị và các bạn, đang ngồi xung quanh tôi, bên cạnh tôi đã là các bạn sinh viên khoa sử trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, những nhà giáo trong tương lai. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét cho mình. Vâng, chào chị Thùy Trinh và các thầy cô cùng các bạn ở đây. Em tên là Lê Phương Thảo, là sinh viên năm thứ 3 của trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, khoa lịch sử. Như chị Kim Quê cũng vừa nói đến những lời dạy của người xưa, ví dụ là lịch sử là cô giáo của cuộc sống, lịch sử là báo đuốc soi đường đi đến tương lai. Thì bạn là một nhà giáo, một cô giáo trong tương lai, thì bạn có tâm tư hay là một cái điều thắc mắc gì đó về cái môn sử của mình đang học thì bạn có thể chia sẻ cùng với các nhà sử học ngày hôm nay. Vâng, hôm nay em có một câu hỏi. Em xin được đặt câu hỏi với thầy Nguyễn Khắc Thuần là hiện nay thì các tài liệu lịch sử rất là đa dạng và phong phú, cũng như thầy nói là người giáo viên khi mà phát ngôn thì chúng ta phải có trách nhiệm với lại những cái kiến thức lịch sử mà mình truyền đạt. Và em thấy là học sinh, mặc dù là học sinh trung học, nhưng mà có nhiều em cũng tìm hiểu từ những cái nguồn kiến thức khác nhau. Vậy mà có một số vấn đề lịch sử được nhìn nhận ở nhiều góc độ mà em cảm thấy còn tương đối mù mờ. Ví dụ như chúng ta nói về vấn đề cao trào 30-31 hoặc 36-39, rất là nhiều hệ tư tưởng cho rằng đó là những cuộc tổng diễn tập của chúng ta đã tiến lên cách mạng tháng 8. Nhưng mà theo nhà sử học Dương Trung Quốc thì chúng ta không nên coi đó là những cuộc tổng diễn tập, bởi vì không ai lấy xương máu của đồng bào mình ra làm tổng diễn tập cả. Và với những vấn đề như vậy thì chúng em phải giảng giải như thế nào để vừa đảm bảo tính chính xác về khoa học mà vẫn đảm bảo tính đảng cho các học sinh? Xin mời nhà sử học Nguyễn Thuần. Một ý kiến rất hay. Thực ra đó, thì tôi cũng đã từng nói điều này. Và tôi cho rằng đó là chỗ chưa được chuẩn xác trong diễn đạt của sách giáo khoa. Bởi vì đúng như thế, không ai có thể đem xương máu của một dân tộc ra để mà coi đó như là một cuộc diễn tập được. Tuy nhiên, dân tộc ta không tiếc xương máu để rồi sẵn sàng hy sinh tất cả xương máu của mình cho sự nghiệp cứu nước và cứu dân. Thế thì chúng ta trân trọng, song sự trân trọng ấy phải được diễn đạt làm sao đó để cho tuổi trẻ thấy rằng những người đó đã hy sinh và hy sinh một cách thật là đáng kính, chứ không phải họ chỉ ra để mà diễn tập cho chúng ta xem. Thì đây là cái chỗ bất cập của sách giáo khoa. Và cái chỗ bất cập này tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh cho nó hợp lý. Dạ, em chào chị Thùy Trinh, cùng với lại các thầy cùng các bạn có mặt ở đây. Em là Trần Thị Hồng Diệu, sinh viên lớp sử giáo công dân khóa 30 của trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Đến với buổi ngày hôm nay thì em cũng có một câu hỏi em muốn đặt ra đối với thạc sĩ Trần Quang Thoại. Đó là trong dạy học lịch sử hiện nay, một trong những phương pháp hiệu quả đó là cho học sinh tham quan thực tế ở các di tích lịch sử, ví dụ như là chiến khu D hoặc là bảo tàng Đồng Nai. Tuy nhiên thì việc tổ chức việc tham quan di tích lịch sử ở các trường phổ thông thực sự chưa hiệu quả. Ví dụ như tổ chức tham quan thì thường chúng ta phải kết hợp với ngoài những địa điểm chúng ta dự định đến tham quan thì còn phải như là Suối Tiên và Đầm Sen, và cái mục đích các em đến các buổi tham quan đó, cái hứng thú đầu tiên của các em đó là các điểm du lịch, không phải là các di tích lịch sử. Vậy theo thầy thì cần phải làm như thế nào để việc tổ chức tham quan có hiệu quả? Xin mời thạc sĩ Trần Quang Toại. Cảm ơn em. Cái việc em hỏi nó không chỉ là cái phương pháp mà nó còn nhắc nhở cho những người làm công tác quản lý các thiết chế văn hóa lịch sử cần phải lưu ý. Rõ ràng là trong những năm vừa qua thì thí dụ như tôi nói như nhà bảo tàng, năm nào thì cũng có tổ chức những cái sinh hoạt hè cho các em học sinh, kể cả cấp 1, cấp 2 và một số cái sinh viên của các trường như là Cao đẳng hay Đại học Lạc Hồng. Nhưng mà rõ ràng rằng bây giờ nhìn lại đó thì cái số lượng các em đi thì đông,
Nhưng mà cái tính hiệu quả thì rõ ràng là chưa cao. Cái thứ nhất là về cái mục tiêu đặt ra. Cái mục tiêu đặt ra chúng ta là trong những cái cuộc tham quan di tích lịch sử hay là bảo tàng, là cái mục tiêu là nâng cao cái nhận thức. Thì tuy có đặt ra nhưng mà trong cái phương pháp, cái biện pháp thực hiện để tiến hành thì nó chưa có chu đáo, nó chưa tốt. Cái thứ nhất là cái thứ hai là cái lượng học sinh đi rất là đông. Thường á thì chúng ta khuyến khích, nhưng trong những cái mùa hè thì học sinh đến trong vui chơi giải trí và học tập tìm hiểu thì rất tốt. Nhưng mà trong cái biện pháp tổ chức đi hàng loạt hàng trăm em như thế thì đến một di tích lịch sử, đến một thiết chế văn hóa thì không thể nào có ai mà đủ sức để mà thuyết minh, để mà giảng giải, đặc biệt là cái quản lý học sinh, sinh viên với một cái khối lượng đông như thế rất là khó. Thì đây là cái hạn chế. Một điểm nữa là rõ ràng rằng hiện nay ở Đồng Nai chúng ta, những cái thiết chế lịch sử văn hóa nó gắn liền với di tích lịch sử hay di tích cách mạng thì nó còn mang cái tính chất là thiếu cái tính động, thiếu cái tính năng động. Chúng ta mới chủ yếu là giới thiệu làm thế nào để nâng cao nhận thức các em, nhưng mà chưa chú ý đến cái mục tiêu là giải trí, cái mục tiêu giải trí, cái mục tiêu làm thế nào đó để cho các em vừa học vừa chơi, và nó thỏa mãn được những cái nhu cầu không chỉ về nhận thức mà còn về giải trí, còn về sinh hoạt. Thì cái này rõ ràng Đồng Nai chúng ta không chỉ có bảo tàng đâu mà các thiết chế lịch sử văn hóa khác cũng đều yếu. Ví dụ như tôi nói hiện nay là chúng ta đến với cái di tích căn cứ Trung ương Cục thì ngoài đi một vòng xem hết 13 cái bia, xem cái bia chính thức, xem cái phòng trưng bày, nghe mấy cô thuyết minh giới thiệu về những nhân vật, những sự kiện lịch sử xong hết, chúng ta đi về xong rồi không để lại một cái ấn tượng gì, không có một cái khu sinh hoạt, không có một cái khu giải trí, không có một cái nơi bán quà lưu niệm. Thậm chí bây giờ khách tham quan người ta thấy đây là một cái điểm dừng chân rất hay, người ta muốn ở lại thì không biết ở đâu. Tôi nói ví dụ như là Việt Nam chúng ta thì chưa có, nhưng mà tôi đi một số bảo tàng trên thế giới thì bảo tàng nó là một cái cơ chế, một cái thiết chế lịch sử văn hóa rất là động. Bảo tàng có nhà khách, bảo tàng có phòng chiếu phim, bảo tàng có cái nơi tổ chức cho các bạn sinh viên hoặc những nhà nghiên cứu cần ở lại có nơi ăn, nơi nghỉ, có cái nơi uống trà, thậm chí có những cái thiết chế giải trí bên trong, có nơi có thể tổ chức được những cái hội thảo khoa học, thậm chí có nơi, một cái khu riêng biệt có thể tổ chức được những cái cuộc sinh nhật, những cái buổi hòa nhạc, những cái đám cưới mà người ta hướng về dân tộc. Thì cái việc này đòi hỏi phải có một cái sự thay đổi về nhận thức từ bên trên. Rồi sau đó thì đến cái nhận thức bên dưới là nó tác động về mặt phương pháp, về mặt đổi mới, về cái hoạt động và cái phương thức. Thì tôi nghĩ là cái hướng sắp tới nó phải như thế. Xin cảm ơn lời giải đáp thắc mắc câu hỏi của bạn Sinh vừa rồi của Thạc sĩ Trần Quang Toại. Chào bạn. Bạn sắp trong tương lai thì sẽ là một thầy giáo dạy lịch sử. Thì khi bạn đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay thì bạn có tâm tư cũng như là cái thắc mắc gì đó về cái bộ môn lịch sử hay không? Và bạn có thể đặt câu hỏi đến với các thầy cô giáo trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Dạ, em tên là Mai Văn Lam, là sự K30 trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Đến với buổi giao lưu ngày hôm nay em xin được đặt câu hỏi với cô Minh Hạnh ạ. Được biết cô là một giáo viên dạy sử và cô cũng đã từng dạy em rồi ạ. Em rất ngưỡng mộ cô ạ. Và quả thực thì trong thời gian vừa qua em có đi thực tập sư phạm lần 2. Em có dạy học một số tiết sử. Thì có một số tiết thì em cảm thấy cái nội dung chương trình rất là nhiều, trong khi cái phân phối chương trình là trong vòng 45 phút là phải hoàn thành. Mà ngoài ra thì còn đòi hỏi một số kỹ năng cho học sinh, như ví dụ như sử dụng bản đồ, phân tích liên hệ, em cảm thấy rất là khó. Với một giáo viên nhiều kinh nghiệm như cô có thể chỉ dạy cho chúng em sau này có một cái cách nào đó truyền đạt cho các em hiệu quả nhất. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời cô Hạnh truyền đạt kinh nghiệm về dạy môn lịch sử cho bạn sinh viên này ạ. Rồi, cảm ơn em. Có nhiều cái, mỗi giáo viên có nhiều con đường và nhiều cách để cho học sinh của mình hiểu được kiến thức của mình. Thì đúng là các em còn đang rất là băn khoăn là một cái bài học nó quá nhiều như vậy, áp lực bởi thời gian, áp lực bởi phải truyền đạt, bởi nếu không truyền đạt hết kiến thức mà lỡ đi thi mà hỏi cái đó thì làm sao, đúng không?
Thì bây giờ thì thực ra cái xu hướng ra đề thi bây giờ theo tôi được biết thì là người ta cũng không nặng nhiều về sự kiện. Nhưng mà khi mình dạy thì mình phải biết chọn cái sự kiện, cái linh hồn của một cái tiết học đấy. Tôi lấy ví dụ như là khi em dạy cái chiến dịch biên giới đi, đúng không? Thì trong biên giới này có rất nhiều trận, thì em chọn cái trận đánh nào? Em chọn là khi mở màn chiến dịch biên giới là ta chọn đánh cái điểm Đông Khê. Và tại sao ta chọn, em chỉ giải thích là tại sao ta chọn cái điểm Đông Khê, thì em phải cho học sinh nó theo dõi bản đồ, thế cái hệ thống bố phòng của Pháp trên cái hệ thống đường số 4 đó. Nếu ta đánh Đông Khê thì ta sẽ cô lập vào Cao Bằng, uy hiếp Thất Khê và làm cho toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 nó rung chuyển. Đấy. Thì khi cho học trò vào đó, nhưng sau đó thì em phải cho học trò, vậy thì từ cái cách đánh này thực hiện cái nghệ thuật chỉ huy chọn điểm tấn công của Đảng. Đấy, và từ đó thì nếu mà khi em dạy sau này, khi em dạy đến cái tổng tiến công và nội dạy mùa xuân năm 75 thì em sẽ liên hệ lại là cách đánh chọn điểm tấn công bí mật bất ngờ này thì ta đã từng áp dụng ở trong chiến dịch biên giới, và cái chính cái thắng lợi này đã tạo điều kiện để đưa ta chuyển cái thế của ta từ phòng ngự sang chủ động trên chiến trường. Và như vậy thì em đừng nặng nề về quá nhiều sự kiện, mình cần phải chọn sự kiện, và chọn cái vấn đề em hướng dẫn cho các em là biết phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp và biết liên hệ và vận dụng vào cái thực tại. Đó. Thì em dạy lịch sử, em gọi quá khứ dạy, nhưng mà em phải nghe thấy cái tiếng thì thầm của tương lai thì nó sẽ rất là, nó dễ nhớ, dễ hiểu và tạo ấn tượng cho học trò về sự kiện đó. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kinh nghiệm của cô Hạnh gửi đến các bạn sinh viên trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Nói chung cũng như là tất cả các bạn sinh viên mà đang theo học tại những trường sư phạm, môn khoa sử và sắp tới sẽ trở thành những nhà giáo trong tương lai về môn lịch sử. Và ngay bây giờ thì tôi xin được nhường lời lại cho chị Kim Huy để tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn thì Trinh rất nhiều. Thưa quý khán giả, như chúng ta biết là không chỉ trong kỳ thi tuyển sinh mà cả trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gần đây thì môn sử cũng là một trong hai môn mà đa số thí sinh trên cả nước có điểm thi rất là thấp. Hơn nữa trong kỳ thi lịch sử đã xảy ra nhiều chuyện nhầm lẫn giữa các nhân vật lịch sử, và những chuyện có thể nói là cười ra nước mắt, như ví dụ như là râu ông nọ thì cấm cầm bà kia, và chúng tôi xin được nêu ra một vài ví dụ để cho chúng ta cùng tham khảo. Có bạn thì cho rằng tham gia cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng còn có Trưng Trắc và Trưng Nhị, hoặc một cái trường hợp khác là Trần Quốc Toản là anh em của Trần Quốc Tuấn. Quả thật những cái sự nhầm lẫn này không thể chấp nhận được, và chính những cái nhầm lẫn này đặt vấn đề cho các nhà quản lý cũng như là ngành giáo dục, vì sao học sinh lại có sự thiếu hụt kiến thức về lịch sử đến như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi ý kiến của những người trong cuộc. Làm gì để học sinh nói riêng, giới trẻ hiện nay nói chung đến với lịch sử, yêu thích lịch sử nước nhà? Đó là câu hỏi mà nhiều ngành, nhiều giới, nhiều nhà hoạt động xã hội đang tìm cách trả lời. Đa số người trong cuộc đều không hài lòng với cách dạy sử hiện nay và cho rằng lịch sử Việt Nam rất phong phú và có không ít nhân vật câu chuyện hấp dẫn, đem lại những bài học sâu sắc cho tuổi trẻ hiện nay. Song những trang sử oai hùng đó phải đến được với giới trẻ, phải được giáo dục bằng nhiều cách, qua sách báo, qua phim ảnh, qua việc cho học sinh tiếp xúc với những nhân vật lịch sử bằng xương, bằng thịt. Nói cách khác, lịch sử phải được thể hiện một cách hấp dẫn, cụ thể và đem lại những cảm xúc sâu đậm, chứ không phải chỉ là những con số, những biểu đồ khô khan. Cái độ người giáo viên mà dạy sử là phải những người toàn tâm, toàn ý, những người yêu lịch sử, yêu cái truyền thống dân tộc của chúng ta, yêu cái công lao của cha ông 4.000 năm dựng nước và giữ nước, thì mới là truyền được cái lòng yêu sử, truyền được cái cách học sử mà cho nó tới nơi tới chốn cho từng học sinh. Thì có như nếu mà chúng ta cải thiện được như thế thì mới mong rằng là trong cái thế hệ tương lai của chúng ta thì mới là biết yêu sử, cũng như là thuộc sử, cũng như là biết vận dụng cái sử của chúng ta để mà vào một cái những cái công việc của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng là tại sao Trung Quốc họ đưa những cái thông tin về sử liệu của họ về các triều đại là nó hấp dẫn như thế, là bởi vì họ có những cái loại hình diễn nghĩa, loại truyện, còn chúng ta thì cái loại hình này nó chưa phổ biến, và do đó cái ngành kịch nghệ rồi các ngành ngôn ngữ về sân khấu chúng ta đưa lên rất khó. Và đưa lên như thế nào thì cái đó là chúng ta phải có những người am hiểu về sử học và những người có lương tâm, những nhà văn hóa.
không thể nào mà chúng ta có thể là viết sử, chúng ta đưa lên sân khấu và chúng ta coi thường những nhân vật như Quang Trung, mà chúng ta đưa ra những cái tình yêu gì đấy mà chúng ta cho là lãng mạn của Quang Trung, mà chúng ta cho rằng là Quang Trung là một con người mà chúng ta có thể là viết sử rồi chúng ta phổ biến, chúng ta tầm thường hóa nhân vật đó, thì cái này chúng ta phải xem xét lại. Do đó mà khi mà hiểu về sử là chúng ta không những là chúng ta đưa vào những cái loại điện ảnh, những cái ngôn ngữ khác nhau là của điện ảnh ví dụ vậy, thì chúng ta còn phải tìm cách như thế nào giới thiệu sử từ lúc mà các cháu mới lên ba để thấm nhuần cái tình cảm, tình yêu dân tộc. Các cái người Việt sử của ta mà chưa mạnh dạn để mà đưa lên sách báo cũng như đưa lên màn hình những cái quan điểm phê phán đối với lịch sử, bởi vì lịch sử nói chung cũng như nhân vật nói riêng á, nó có cái hay của nó và có cái giờ, nhân vô thập toàn, không có cái là cái hoàn toàn cả. Nhưng mình á, thì cứ nói một chiều, chứ trong lúc đó phim của Trung Quốc á, nó dám nói cái mặt trái của lịch sử, của nhân vật, cho nên người ta thích cái trò như vậy, và cái đó là cái về làm cho lòng người được thỏa thích. Dạy sử tốt ấy, thì cái người giáo viên ấy, là phải am hiểu về lịch sử, nhất là lịch sử dân tộc, rồi phải lồng vào cái những cái bài lịch sử đó, những câu chuyện về lịch sử, rồi cái giọng nói, rồi cái kể chuyện nó cũng phải hết sức là truyền đạt và hấp dẫn. Thì cái môn khi mà anh giảng dạy cái môn lịch sử như vậy thì mới lôi kéo được học sinh. Chứ anh dạy lịch sử mà anh cứ đọc ngày tháng rồi là lên đọc hết cái nội dung của bài thì đúng là học sinh không bao giờ thích lịch sử. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, công bằng mà nói thì sự nhầm lẫn sai sót về kiến thức lịch sử của người học đó là chuyện hết sức bình thường trong học tập cũng như thi cử. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng do chương trình giảng dạy cũng như là trong sách giáo khoa của chúng ta ít chú ý đến nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử thì nhiều nhưng linh hồn của sự kiện chính là nhân vật lịch sử thì lại ít đề cập đến. Vấn đề này thì thưa cô Hạnh, cô có ý kiến nào? Thưa quý vị và các bạn, thực ra thì nhầm lẫn và sai sót về kiến thức thì môn nào cũng có. Còn thì cái mức độ mà nhầm lẫn sai sót nhiều như nào thì nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng mà theo tôi thì cái yếu tố chính nhất đó là cái cách dạy và cách học, cái cách dạy của thầy và cách học của trò. Ví dụ như tôi nói, nếu mà dạy lịch sử mà chỉ quan tâm đến sự kiện hoặc là diễn biến của sự kiện thôi thì học sinh rất ít hứng thú, em chán, em không thích học. Thế còn nếu dạy sự kiện mà mình biết thổi hồn cho sự kiện, tức là phải nói được cho cái sự kiện nó xuất hiện trong cái bối cảnh, cái ý nghĩa, và đặc biệt cái hồn của sự kiện đấy chính là những bài học. Và sau những sự kiện đấy thì các em phải cho học sinh cái bài học lịch sử ấy là gì và nó được áp dụng vào thực tế và nó thiết thực với bản thân các em như nào thì các em mới hứng thú. Thế và dạy lịch sử không chỉ để nhớ mà còn dạy các em cái cách tư duy, và cách vận dụng. Và cái cách tư duy, để có tư duy được, để độc lập suy nghĩ thì phải biết chọn sự kiện, phải biết được rút ra những bài học lịch sử và phải biết liên hệ so sánh và tổng hợp và vận dụng vào thực tiễn. Ông là tác giả của nhiều bộ sách như là Việt sử giai thoại, sưu tầm hàng trăm giai thoại về các nhân vật lịch sử Việt Nam, một bộ sách được khán giả yêu mến. Ngoài ra còn có các bộ như là Danh tướng Việt Nam cũng nêu rất nhiều gương anh hùng lịch sử cụ thể. Vậy thì ông có thể cho biết quan điểm của ông khi đem đến cho độc giả những câu chuyện cụ thể như thế? Thưa các bạn, thực sự mà nói, như khi nãy tôi đã trình bày, người vì hay quên, nên tôi ghi. Nhưng ghi rồi thì bắt đầu mới truy gẫm. Bởi vì thực sự đấy, tôi hay quên là bởi vì cũng giống như mọi người, cái gì nó thoảng qua thì nó đều quên hết. Nhưng nếu ta truy gẫm thì ta sẽ thấy có cái gì đó cần phải nhớ. Và tôi truy gẫm thì tôi lại ghi lại những điều truy gẫm đó. Và kết quả là tôi viết những lời bình. Những lời bình này cốt để gợi ý cho mọi người tiếp tục suy nghĩ những điều tôi đã suy nghĩ. Tôi không muốn bắt mọi người phải nghĩ như mình, nhưng mà tôi muốn mọi người cùng tôi suy nghĩ. Và rốt cuộc rồi, nhân vật lịch sử đó có thể là rất lớn, nhân vật lịch sử đó có thể là rất nhỏ, nhưng tất cả đều có những gợi ý để chúng ta suy nghĩ và tự rút cho mình những bài học
để chúng ta có thể ứng dụng cho chính mình. Tôi rất thích câu nói, bài học lớn nhất của lịch sử chính là ở chỗ người ta không chịu rút ra từ lịch sử những bài học. Chứ chỉ có những nhân vật người ta nhìn ở góc độ này, có những nhân vật người ta nhìn ở góc độ khác. Người ta nói tới Chu Văn An là nói tới Thất Trảm Sớ, nhưng tôi nói tới Chu Văn An thì nói ở cái góc độ khác. Chu Văn An đi dạy học, học trò rất đông. Và điều đáng nói là có một chuyện nói rằng hai người con trai của vua Thủy Tề cũng lên học. Và lên học rồi, ai cũng không biết đó là con của vua Thủy Tề, nhưng Chu Văn An thì biết. Tầm vóc của Chu Văn An chính là ở đây. Trời làm hạn hán, Chu Văn An nói với hai người học trò rằng làm sao lại có thể để cho dân gian chịu cảnh khô hạn này được. Hai người học trò hốt hoảng, biết rằng mình không thể giấu được thầy, và nói rằng lệnh này là lệnh của vua cha, cho nên nếu cái lệnh thì có thể chết, nhưng học được nghĩa khí mà lại không làm điều nghĩa khí thì học mà để làm gì. Cho nên bây giờ xin được làm mưa, nhưng không có nước để làm mưa, vậy xin thầy cái nghiên mực, vung cái nghiên mực lên trời tạo ra cơn mưa, và cơn mưa ấy là cơn mưa đen thui, và nước đọng lại tạo thành cái đầm mực ở Hà Nội. Tôi thích nhất là ở cái chỗ này, ông thầy phải tinh tế phát hiện ra học trò của mình là ai, và người học trò đó đã vì đạo nghĩa để làm tất cả, bởi vì lời giảng của thầy một khi đã có ý nghĩa, đã có cái giá trị để họ noi theo thì họ không bao giờ quên, và họ làm theo lời thầy dạy, tức là làm theo đạo nghĩa ở đời. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này đáng yêu lắm. Cho nên đừng bao giờ chú tâm tìm ở những nhân vật lịch sử lớn, cũng đừng bao giờ quá chú tâm vào những vấn đề lớn, mà hãy chú tâm vào những điều rất bình thường. Tôi nói ví dụ là sách vở hay nói Trần Nhật Hiệu là người nhát gan. Nhát gan ư? Quả là có thật. Hoàng đế tới hỏi, ông ta nhúng tay xuống nước, lấy nước làm mực, lấy mạn thuyền làm giấy, lấy ngón tay làm bút, viết hai chữ Nhập Tống. Chỗ đó là ông nhát gan thật. Nhưng nói như vậy không đúng. 7 năm sau, năm 1264, Trần Thủ Độ qua đời. Bây giờ tiến cử ai làm tướng quốc? Triều đình đề nghị ông Trần Nhật Hiệu. Trần Nhật Hiệu đứng dậy giữa triều đình và nói rằng, tôi chưa hết hổ thẹn về chuyện nhát gan năm nào, nay đâu dám đứng đầu các quan. Ôi chao, tôi thấy đây là con người cực kỳ dũng cảm. Bao nhiêu cái nhát gan của ông tôi quên hết, tôi chỉ nhớ chừng này. Hóa ra trước danh vị đừng tưởng là dễ, bởi vì muốn biết phẩm chất một con người thực sự như thế nào thì hãy dùng tiền và dùng quyền để thử họ. Thái độ trước đồng tiền, thái độ trước quyền lực, thực chất là thái độ trước cuộc đời. Cho nên tôi học được con người nhát gan này, cái lòng dũng cảm vô song, chứ không phải học từ những người khác đâu. Cho nên chúng ta đừng chú tâm tới những cái mặt chính, đừng chú tâm tới cái lớn, mà chú tâm tới tất cả, rồi suy gẫm từ những điều ngỡ như bình thường ấy, thì chúng ta sẽ học được từ sự những điều có giá trị. Vâng. Quả thật như những điều mà nhà sử học Nguyễn Cát Tuần vừa nói, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng học sinh không mặn mà lắm với môn học lịch sử. Tuy nhiên, không phải tất cả các học sinh đều quay lưng với môn lịch sử, mà vẫn có những tín hiệu đáng mừng, đáng lạc quan xung quanh vấn đề dạy và học lịch sử và tìm hiểu lịch sử. Bức xúc trước thực trạng học môn sử trong nhà trường, nhiều giáo viên đã tự tìm tòi đổi mới cách dạy của mình. Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều thầy cô giáo trong các trường cao đẳng, trường phổ thông ở Biên Hòa đã thiết kế những giờ dạy sử bằng công nghệ thông tin. Cách dạy này đã tỏ ra khá hiệu quả. Công nghệ thông tin thì ứng dụng trong nhiều ngành, trong đó giáo dục cũng ứng dụng, thì tôi nghĩ là nên vận dụng nó để đưa vào những cái hình ảnh, những cái đoạn phim để làm cho các em nó hứng thú trong cái bài học của mình. Bởi vì trong một giờ học, cái tính hứng thú nó quyết định. Xài kỹ thuật thông tin á, thì các thầy cô tiện lợi hơn trong việc giảng dạy. Những thông tin cập nhật có thể cho tụi em thấy được những hình ảnh của lịch sử, có nhiều kiến thức hơn, bổ sung hơn, và cảm thấy được rằng á, là lịch sử thì có cái gì đó thuyết phục hơn tụi em hơn, và bài học trở nên hấp dẫn hơn và có thể lôi cuốn
làm cho tụi em dễ dàng cảm thụ và nhớ được lịch sử lâu hơn. Tuy nhiên, lịch sử không phải chỉ nằm trong những giáo trình hay sách vở. Lịch sử còn là cuộc sống sinh động ở chung quanh các bạn trẻ, là những di tích lịch sử quê hương đất nước, là những nhân vật lịch sử đã được tôn vinh bằng những đền